Quyền Giao kính chào quý khán giả. Bản tin tối hôm nay gồm có Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đòi đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Du khách Nga mê đến biển Việt Nam. Người dân Mỹ ủng hộ gắn camera trên đường phố. Quan chức Trung Quốc lén lút tổ chức tiệc tùng xa hoa. Và cuối cùng, hàng ngàn công nhân Bangladesh đòi hỏi cải thiện an toàn lao động. Sau đây là bản tin chi tiết. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ vừa đề nghị Tòa Bạch Ốc đưa Việt Nam cùng 6 quốc gia khác vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, gọi tắt là danh sách CPC. Lý do khiến Ủy ban đưa ra đề nghị này là vì tình trạng tự do tôn giáo vẫn tồi tệ, dù thập niên vừa qua đã có một số thay đổi tích cực nhằm đáp lại sự chú ý của quốc tế. Theo Ủy ban này, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục bỏ tù nhiều cá nhân vì hoạt động tôn giáo hay vì vận động cho tự do tôn giáo. Bản đề nghị nói rằng Hà Nội vẫn sử dụng lực lượng đặc nhiệm để đối phó với các tôn giáo, áp dụng các quy định mơ hồ về an ninh quốc gia để trấn áp các hoạt động tôn giáo độc lập, kể cả Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài. Trong số các quốc gia bị Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị đưa vào danh sách CPC còn có Miến Điện, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Cũng tin Việt Nam, thưa quý vị, trong những ngày đầu hè nắng nóng, du khách Nga đổ đến các vùng biển miền Trung Việt Nam tăng vọt, trong đó đông nhất là Mũi Né và Nha Trang. Các công ty du lịch xác nhận rằng du khách Nga đến vùng biển Việt Nam tăng nhanh trong thời gian gần đây. Có thể nói, mỗi ngày có đến hàng ngàn du khách tìm đến Mũi Né, Nha Trang và Đà Lạt. Theo báo Tuổi Trẻ, tại tỉnh Bình Thuận, nơi có khu du lịch Mũi Né, thì trong năm 2012 đã tiếp đón gần 130.000 du khách Nga, chiếm hơn 36% tổng số du khách ngoại quốc. Bước sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, thăm dò mới nhất do báo New York Times và hệ thống truyền hình CBS News thực hiện mới đây cho thấy, đại đa số người Mỹ ủng hộ việc đặt máy thu hình an ninh ngoài đường phố và sẵn sàng đánh đổi sự riêng tư cần thiết để có thêm an ninh trước đe dọa tấn công của khủng bố. Sau khi nhanh chóng bắt được nghi can trong vụ nổ bom ở Boston nhờ hệ thống thu hình gắn nơi công cộng, gần 80% người Mỹ cho rằng việc đặt các máy thu hình là ý kiến hay. Việc chấp nhận có các máy thu hình trên đường phố phản ánh sự kiện dân chúng Mỹ nay coi đe dọa của khủng bố là một phần trong đời sống mình. Sang phần tin Trung Quốc, thưa quý vị, tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng cảnh cáo rằng nhiều quan chức nước này đang tìm cách né tránh chỉ thị cần kiệm của tân chủ tịch nước là ông Tập Cận Bình. Cách né tránh được sử dụng là lén lút tổ chức các buổi tiệc tùng xa hoa và ngay cả việc để rượu vào bên trong bình nước uống. Kể từ khi nắm quyền tuyệt đối tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đưa việc bài trừ tham nhũng thành một trong những nhiệm vụ chính của mình. Ông cảnh cáo rằng tình trạng hiện nay quá trầm trọng, đến nỗi có thể đe dọa sự sống còn của Đảng Cộng sản. Và cuối cùng là tin liên quan đến Bangladesh. Thưa quý vị, hàng ngàn công nhân tuần hành qua trung tâm thủ đô Dhaka của Bangladesh trong ngày quốc tế lao động, đòi hỏi cải thiện an toàn lao động. Đồng thời, người biểu tình cũng đòi bản án tử hình đối với chủ nhân xưởng may bị sập hồi tuần qua, khiến hơn 400 người chết và 2.500 người bị thương. Vụ tai nạn khiến Đức Giáo Hoàng Francis và các giới chức Liên Âu chỉ trích mạnh mẽ tình trạng làm việc tại Bangladesh, nơi mà kỹ nghệ may mặc trị giá lên tới 20 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin sau. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.